Ai chịu trách nhiệm về tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt hiện nay? Quý vị thân mến, sau kỳ điều hành của Liên Bộ Công Thương, Tài chính, tình trạng thiếu xăng dầu vẫn tiếp diễn. Gần 20% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải treo bảng đóng cửa, khát tới mức người dân muốn đổ xăng phải xếp hàng 30 phút và tự đổi tiền lẻ. Điều đáng nói ở đây là đã hơn 2 tháng nay, cứ đến thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu là thị trường lại khan hiếm. Thậm chí, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước, từ miền Nam lan rộng tới miền Bắc. Người dân đã vất vả mưu sinh, nay phải trực chờ, xin được tiếp nhiên liệu bằng tiền của chính mình để phục vụ nhu cầu cuộc sống thì quá là khổ sở. Trong khi trước đó, các cơ quan chức năng liên tục khẳng định xăng dầu hoàn toàn không thiếu, thậm chí là dồi dào, cung cấp đủ cho cả tháng 11 năm 2022. Vậy cuối cùng khúc mắc nằm ở đâu? Có ý kiến cho rằng có thể vì để giảm lỗ bù lại trong thời gian qua nên các doanh nghiệp đầu mối cung ứng nhỏ giọt để chờ bán sau giờ điều chỉnh giá. Bởi vì giá sẽ tăng theo thị trường thế giới 10 ngày qua và những nhà bán lẻ cũng có động thái tương tự. Nếu như vậy, tại sao không rút ngắn thời gian điều chỉnh giá để độ chênh giá rút ngắn xuống? Theo Nghị định số 95/2021 NĐ-CP của Chính phủ thì một tháng điều chỉnh giá xăng 3 lần. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt như thế này, việc đề xuất thời gian điều chỉnh không phải là quá khó khăn. Hơn nữa, thực tế hiện tại nếu kinh doanh mà lỗ triền miên vì chịu áp lực giá thế giới thì chắc chắn các doanh nghiệp đầu mối cũng sẽ nhập khẩu cầm chừng để tránh lỗ. Chính điều này cũng được Bộ Công Thương thừa nhận. Vậy tại sao không điều chỉnh chi phí kinh doanh để tính đúng, tính đủ cho doanh nghiệp? Điều quan trọng là cơ chế điều hành xăng dầu hiện nay vẫn chưa hài hòa lợi ích giữa các bên trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp bán lẻ hoạt động rất khó khăn, có đơn vị thua lỗ vì chiết khấu thấp. Nếu giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn không có tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng như hiện nay. Ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản số 7720 VPCP-KTTH đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất giải pháp điều hành giá xăng dầu để trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, tích cực xử lý, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thế nhưng, điều này có được thực thi khi quả bóng trách nhiệm vẫn bị ném qua ném lại. Bộ Công Thương luôn khẳng định xăng dầu là mặt hàng chiến lược nên quản lý xăng dầu không chỉ là Bộ Công Thương mà còn có 6 bộ ngành và các địa phương. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định để giao hoàn toàn quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương làm một đầu mối. Còn tư lệnh ngành ngân hàng thì phân trần rằng đã cấp tín dụng, cung ứng ngoại tệ cho doanh nghiệp xăng dầu, nhưng doanh nghiệp mới chỉ sử dụng khoảng 50% mức tín dụng đã cấp. Mỗi bộ đều có quan điểm riêng, nhưng người dân cần hơn hết là trách nhiệm và tiếng nói chung để đưa ra giải pháp chấm dứt tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ. Xăng dầu là mặt hàng an ninh chiến lược, có liên quan đến đời sống người dân và cả nền kinh tế. Nếu cứ để tình trạng cha chung không ai khóc thế này, thì cuối cùng an ninh năng lượng của Việt Nam sẽ đi về đâu? Nhất là sắp tới đây, sẽ cần một lượng nhiên liệu rất lớn để phục vụ vào những tháng cuối năm. Nhưng với những gì đang xảy ra, một tương lai đầy khó khăn đang hiện hữu. Đằng sau luận điệu Việt Nam nghèo đói. Quý vị thân mến, cho đến thời điểm hiện tại, rất khó hiểu khi một số trang thông tin vẫn kiên quyết cho rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia ngập chìm trong nghèo đói. Vậy thực sự đằng sau những nhận định ấy là gì? Ngày 30 tháng 10, để lên án hành động của Nga đình chỉ vô thời hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên truyền hình đọc một bài diễn văn. Đáng chú ý trong đó có chi tiết nói rằng việc không xuất khẩu được ngũ cốc sẽ gây nạn đói tại một số quốc gia và bất ngờ là trong đó có Việt Nam. Trong khi thực tế, người ta cũng phải bật cười nếu biết Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới với nền công nghiệp hùng mạnh xuất khẩu mỗi năm tới 45 tỷ đô la. Có lẽ một số bộ phận truyền thông đã đưa ra các thông tin hết sức sai lạc về Việt Nam dẫn đến sự nhầm lẫn của ông Zelensky. Vừa rồi, nhân sự kiện có một số người Việt thiếu ý thức đã bỏ trốn sau khi đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc. RFA dẫn lại bài viết của ông nhạc sĩ Tuấn Khanh với đại ý cho rằng người Việt bỏ ra nước ngoài vì đời sống quá khó khăn. Để cường điệu hóa nhận định, RFA đã trích dẫn kèm theo phát biểu của chuyên gia kinh tế trưởng Raif Biswas thuộc công ty ISS Market Châu Á-Thái Bình Dương cho rằng có khoảng 10% người Việt sống trong nghèo đói. Chưa rõ câu nói này trong bối cảnh nào và dựa trên chuẩn nghèo như thế nào, nhưng ta cũng có thể đặt câu hỏi con số 10% đó có giá trị thực tế đến đâu. Được biết, ISS Market vốn chỉ là một công ty nghiên cứu thị trường, khó có khả năng tiếp cận đầy đủ các số liệu. Trong khi đó, tại báo cáo đầu năm 2022 của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam trong 10 năm qua là cực kỳ ấn tượng. Căn cứ vào chuẩn nghèo áp dụng cho quốc gia thu nhập trung bình thấp,
3,20 đô la Mỹ mỗi ngày, tính theo ngang giá sức mua năm 2011 của WB, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 16,8% năm 2010 xuống còn 5,0% vào năm 2020, tức là có tới 10 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo. Rất có thể báo cáo của SIS Market về Việt Nam cũng có nhiều điểm sáng đã được hầu như mọi tổ chức kinh tế thế giới đồng thuận, có điều nó đã bị cắt cóp để phục vụ cho nhu cầu riêng trong bài viết của AFA. Tương tự như việc ông Zelensky nhầm lẫn khi lo lắng cho Việt Nam, cường quốc xuất khẩu gạo thứ hai thế giới bị đói ăn, rất có thể AFA, BBC cùng nhiều kênh truyền thông cũng đang đưa những tin tức giả. Nhóm casino Campuchia về Việt Nam tổ chức sới bạc. Quý vị thân mến, do phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, công ty cẩu đưa đàn em về Đồng Nai, lập xong rồi lôi kéo các con bạc đến sát phạt. Ngày 5 tháng 11, Nguyễn Văn Công, tức là Công Cẩu, 43 tuổi, cùng 16 người bị Công an thành phố Biên Hòa bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra, Công Cẩu là tay anh chị có số má ở Đồng Nai và một số tỉnh thành Đông Nam Bộ, chuyên đưa người qua Campuchia đánh bạc, hoạt động trong các casino giáp biên giới Việt Nam. Dưới trướng của Công phần lớn là giang hồ, đều có tiền án tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Thời gian gần đây, phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, Công và đàn em về Việt Nam. Đầu tháng 10, Công cùng Dương Văn Bằng, Bằng Heo, 43 tuổi, Nguyễn Trí Thức, 28 tuổi và Nguyễn Tất Luận, 39 tuổi, thuê căn nhà kiên cố ở thành phố Biên Hòa, tổ chức đánh bạc để thu tiền sâu. Theo trinh sát, đa số các nghi can đều là thành phần cộng cán nên tổ chức rất tinh vi. Nhóm này thiết kế lắp đặt nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, gắn camera xung quanh, bố trí màn hình để quan sát trực tiếp bên ngoài. Bất cứ người lạ nào đến gần cũng bị phát hiện. Tuần trước, hàng chục trinh sát Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Tổ công tác 161 bao vây, ập vào căn nhà của nhóm Công, bắt quả tang 18 người đang sát phạt. Tại chiếu bạc, cảnh sát thu giữ hơn 1 tỷ đồng, một bộ sóc đĩa, 20 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện tại sòng bạc có Trần Văn Vĩnh, 38 tuổi, chủ của một quán karaoke tại thành phố Biên Hòa liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên khởi tố bổ sung. Nhóm casino Campuchia về Việt Nam tổ chức sới bạc. Quý vị thân mến, do phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, công ty cẩu đưa đàn em về Đồng Nai, lập xong rồi lôi kéo các con bạc đến sát phạt. Ngày 5 tháng 11, Nguyễn Văn Công, tức là Công Cẩu, 43 tuổi, cùng 16 người bị Công an thành phố Biên Hòa bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra, Công Cẩu là tay anh chị có số má ở Đồng Nai và một số tỉnh thành Đông Nam Bộ, chuyên đưa người qua Campuchia đánh bạc, hoạt động trong các casino giáp biên giới Việt Nam. Dưới trướng của Công phần lớn là giang hồ, đều có tiền án tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Thời gian gần đây, phía Campuchia truy quét nhiều casino trá hình, Công và đàn em về Việt Nam. Đầu tháng 10, Công cùng Dương Văn Bằng, Bằng Heo, 43 tuổi, Nguyễn Trí Thức, 28 tuổi và Nguyễn Tất Luận, 39 tuổi, thuê căn nhà kiên cố ở thành phố Biên Hòa, tổ chức đánh bạc để thu tiền sâu. Theo trinh sát, đa số các nghi can đều là thành phần cộng cán nên tổ chức rất tinh vi. Nhóm này thiết kế lắp đặt nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, gắn camera xung quanh, bố trí màn hình để quan sát trực tiếp bên ngoài. Bất cứ người lạ nào đến gần cũng bị phát hiện. Tuần trước, hàng chục trinh sát Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Tổ công tác 161 bao vây, ập vào căn nhà của nhóm Công, bắt quả tang 18 người đang sát phạt. Tại chiếu bạc, cảnh sát thu giữ hơn 1 tỷ đồng, một bộ sóc đĩa, 20 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện tại sòng bạc có Trần Văn Vĩnh, 38 tuổi, chủ của một quán karaoke tại thành phố Biên Hòa liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên khởi tố bổ sung. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.